rồi cho chúng tôi xúc xắc xúc xẻ. Năm mới năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi. Bước lên giường cao thấy đôi rồng thấp, bước xuống giường thấp thấy đôi rồng chầu, bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp, voi ông còn buộc ngựa ông còn chầu. Ông sống 105 tuổi lẻ, vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành. Tốt lành cái mà tốt lành, xúc xắc xúc xẻ. Năm ơi năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi xúc xắc xúc xẻ. Năm ơi năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi. Bước lên giường cao thấy đôi rồng thấp, bước xuống giường thấp thấy đôi rồng chầu, bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp, voi ông còn buộc ngựa ông còn chầu. Ông sống 105 tuổi lẻ, vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành. Tốt lành cái mà tốt lành, xúc xắc xúc xẻ. Năm ơi năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi xúc xắc xúc xẻ. Năm ơi năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi. Xúc xắc xúc xẻ. Năm ơi năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi xúc xắc xúc xẻ. Năm ơi năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi. Bước lên giường cao thấy đôi rồng thấp, bước xuống giường thấp thấy đôi rồng chầu, bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp, voi ông còn buộc ngựa ông còn chầu. Ông sống 105 tuổi lẻ, vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành. Tốt lành cái mà tốt lành, xúc xắc xúc xẻ. Năm ơi năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng ta.